Mày phải mang xác của Yuli về đây cho tao. Anh tên tôi có chuyện gì? Giết cô. Bởi vì tôi đã giết con gái của Chu Trung Thành. Đúng vậy. Tôi đã nhận tiền người ta thì phải làm thôi. Được. Nếu anh nghĩ rằng anh làm đúng thì cứ giết tôi đi. Anh đi ta có đó không? Cái gì? Không có à? Chuyện gì vậy? Ra đi. Là chuyện gì nữa đây? Cô bình tĩnh đi. Chuyện gì vậy? Ai biết? Bình tĩnh. Đúng đấy. Chúng ta đã nói rồi cơ mà. Tôi sẽ dụ thằng Mã Tế ra. Thế thì bây giờ mày hãy gọi điện thoại cho hắn đi. Được, tôi sẽ gọi. Jackie, mày tìm tao có chuyện gì? Không có gì. Tao muốn ngày mai gặp mày. Ở đâu? Ở căn nhà hoang.
phòng ngay. Trở về phòng ngay. Thức dậy đi, còn ngủ gì nữa. Em đi về Jackie đi đâu rồi? Thì cô đi tìm đi. Họ thức dậy đi. Họ đi đâu rồi? Tôi biết họ đi đâu. Để tôi dẫn cô đi. Chính là chỗ này. Mày đi dụ Mã Tế ra đi. Vậy có nghĩa là bảo tôi đi chết rồi. Nếu mà tao không gặp được Mã Tế thì mày sẽ chết. Đi đi. Nhanh lên. Mã Tế. Mã Tế. Mày ở đâu? Mã Tế. Mày ra đi. Mã Tế. Tao là Jackie đây. Tao mang danh sách đến đây này. Mã Tế. Mày không hề có bản danh sách. Mã Tế. Đừng. Đừng bắn. Đừng. Mã Tế. Đứng đi. Tôi sẽ đánh chết. Chú Trung Thanh là ai? Tôi không biết. Mã Chí.
Mà thế, anh nên hợp tác với cảnh sát. May ra, tội của anh sẽ được giảm nhẹ. Tôi không biết gì cả. Đại ca của anh là ai mà anh cũng không biết à? Anh chính là một tên vô gia tiểu tốt. Tôi hết giúp anh nổi rồi. Ai mày? Nó không còn giá trị gì nữa. Giết nó đi. Khoan đã. Tôi hợp tác với quý vị. Được. Thế đại ca của anh là ai? Đại ca của tôi là anh.